Để trong buổi trưa ngày hôm nay, vẫn là những món quà đầu tiên và món quà đến từ bố mẹ của chú rể sẽ cùng có những. Với cả bố mẹ của cô dâu xin lỗi toàn thể các vị sẽ có những phần quà để gửi gắm đến hai con của mình trong buổi trưa ngày hôm nay. Trân trọng kính mời. Thưa quý vị, và đúng thật là đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Tất tạo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn, mang cả tấm thân gầy cha che chở bởi con. Bằng nhân ngày vui ngày trọng đại của hai con, thì những người là cha là mẹ, là chú là bác lại có những phần quà hết sức ý nghĩa để gửi tặng cô dâu chú rể. Trân trọng kính mời quý vị sẽ cùng hướng chọn ánh nhìn của mình lên sân khấu tình yêu và cùng chiêm ngưỡng, cùng thưởng thức những phần quà đầu tiên được trao bởi bố mẹ của cô dâu. Kính thưa quý thân mến, còn đúng là 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau, biết bao nhiêu gian truân khó nhọc nuôi con khôn lớn trưởng thành. Đến ngày hôm nay đây, bố mẹ dựng vợ cả chồng cho hai con và có món quà ý nghĩa để gửi gắm đến hai con. Và món quà này để dành cho hai con làm hành trang bước vào cuộc sống hôn nhân và gia đình. Vâng ạ, và ngay sau đây, để có thể quý vị sẽ cùng chiêm ngưỡng những hình ảnh hết sức là tuyệt vời ngay. Có thể quý vị có thể dành những tràng vỗ tay thật lớn để cùng chúc mừng cô dâu chú rể được không ạ? Vâng ạ, xin lời trọng cảm ơn tôi thầy quý vị. Kính thưa quý vị, và đúng thật là công cha thì cao tận bằng trời, nghĩa mẹ như nước, người người biển đông. Công cha nghĩa mẹ sinh thành, làm con phải nhớ ngọn ngành nghe con. Làm sao đạo nghĩa vun tròn, thảo thơm khi cha mẹ vẫn còn nơi đây. Cùng nhau vun đắp dựng xây, làm cho tổ ấm của mình lúc nào cũng tràn đầy niềm vui nhé hai bạn. Và tiếp nối chương trình, trân trọng kính mời và di chuyển lên sân khấu phần quà đến từ gia đình bác Cường Vui và gia đình chú Thủy Kiêm sẽ cùng di chuyển đến sân khấu tình yêu cùng với những phần quà của mình để gửi tặng cô dâu chú rể. Trân trọng kính mời. Kính thưa quý vị, và đúng thật là công cha thì như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Vui lòng thưa mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Và nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ, công cha nghĩa mẹ muôn đời ghi sâu. Công nghĩa sinh thành muôn thuở nào quên, mong sao con được đền đáp xứng đáng rể thảo đẹp tên dâu hiền. Và chúng ta đang được chiêm ngưỡng những phần quà được trao bởi gia đình bác Cường Vui, gia đình chú Thím Thủy Kiêm. Trân trọng kính mời toàn thể quý vị sẽ cùng hướng chọn ánh nhìn của mình lên sân khấu tình yêu để cùng chiêm ngưỡng, cùng thưởng thức những phần quà được trao bởi gia đình nhà gái ạ. Vâng, các bạn tiếp nối chương trình, xin được trân trọng kính mời gia đình. Vâng ạ, chị gái các cô cũng sẽ có những phần quà để gửi gắm đến cô giáo chú rể trong buổi trưa ngày hôm nay ạ. Trân trọng kính mời. Vâng ạ, xin mời món quà đến từ chị gái các cô đi ạ. Chiêm mơ tinh hải con mẹ bên ông, chiêm tế bảo bao số, chiêm tế phú trên ma. Sống lưu nhinh, thương tánh cầu sứa phích phà, còn pha phiên cứ. Thương khá thanh luôn mẹ bài khoai mẹ thầu, tha tinh mổ quân dụng ma lắp tin hè. Về hương phùa há tươi sợ cày, mẹ báo số mai, số mẹ bay. Comment các bạn tè tè trò thế nọ, ó mắc hay bản mương bi lại luôn bánh biến. Sống lù lả, lù chừa mi xe máy tiếp phanh, mi tinh bền mưng, mi tinh tivi sám xếp hình ca phanh giao hở. Chiều bảy sở phòng tưng biết thanh bền mưa cam lại bông bắt có bông lại bìa thể tiết kiệm mưa phá ngân hăng cái gì sớm mới phối ra các bạn con mẹ phi đồng bản phố ngào cần chứng lẽ đó áo cần có mưa sầu luôn tư thế bác con mẹ phi đồng ơi. Vâng, các bạn tiếp nối chương trình ngay sau đây, trân trọng kính mời cô dâu chú rể hai bạn sẽ tiến về phía thắp bánh tình yêu để thực hiện nghi lễ cắt bánh tình yêu ạ. Trân trọng kính mời. Xin mời cô giáo chú rể, hai bạn sẽ cầm lấy chiếc dao nhọn để cắt ba nhát bánh đi ạ. Ba nhát bánh đầu tiên sẽ tượng trưng cho nền móng tình yêu mà hai bạn đã vội dày công vun đắp. Ba nhát bánh thứ hai tượng trưng cho một đám cưới thanh lịch và xa trọng. Ba nhát bánh thứ ba sẽ tượng trưng cho một gia đình nhỏ nhỏ, trong gia đình sẽ có những đứa con sinh sôi và nảy nở.
Vâng ạ, và ngay sau đây anh sẽ trọng kính mời con dâu chú rể. Hai bạn sẽ tiến về phía tháp lý tình yêu để thực hiện nghi lễ khui rượu sông banh. Trân trọng kính mời. Vâng ạ, xin mời con dâu chú rể, hai bạn sẽ cùng tay trong tay và rót tràm tháp lý rượu tình yêu đi ạ. Trong tay rót chén rượu hồng, cho tình thêm mặn, cho lòng thêm yêu. Rượu kia muốn nói bao điều, sau ngày hôn lễ vẫn yêu muôn đời. Kính thưa quý vị, tình yêu không phân biệt tuổi tác, tình yêu không phân chia giàu nghèo, tình yêu không màu, không mùi, không vị, cũng không thể cầm nắm, chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim. Khi ở bên cạnh một ai đó, trái tim ta rung động vì đó chính là tình yêu. Và ngày hôm nay, Khánh Ly và Tùng Lâm đã chính thức rung động trái tim thương yêu cuộc đời nhau và nguyện sẽ kề vai sát cánh để đi cùng nhau đến cuối cuộc đời. Vâng ạ, và sau khi rót xong, xin mời cô dâu chú rể, hai bạn sẽ cầm lấy mỗi người hai ly rượu. Cô dâu sẽ mời bố mẹ chồng, chú rể sẽ mời bố mẹ vợ, sau đó hai bạn sẽ cầm lấy mỗi người một ly. Kính thưa quý vị, có đúng là chữ chung thì để phần cha, chữ hiếu phần mẹ, đôi ta chữ tình. Mà sau đây, những ly rượu hiếu thảo xin được dâng lên đấng sinh thành. Và xin mời hai ông và hai bà sẽ nhận lại tình cảm của hai con. Vâng ạ, và quay tròn và chạm ly nhau, cùng hướng ly về phía toàn thể quý vị có khách đi ạ. Kính thưa quý thân mến, và chúng ta đã cùng nhau hội tụ đông đủ trở về đây và với chung một lý do là chúc mừng hạnh phúc, chúc tương lai cho cô dâu chú rể được hạnh phúc trăm năm. Vâng ạ, và ngay sau đây sẽ rất là tuyệt vời khi tất cả chúng ta sẽ cùng rót những chén rượu của mình thật là đông đầy tình cảm và cùng dâng cao, cùng hô to của MC 1 2 3 2 3 2 3 chúc mừng hạnh phúc được không cả nhà ơi. Vâng ạ, xin mời toàn thể quý vị đi ạ. Rót những chén rượu của mình thật là đông đầy tình cảm nha quý vị ơi. Xin mời toàn thể quý vị sẽ cùng rót đầy chén rượu của mình và giơ cao chén của mình lên nha. Và lưu ý với toàn thể quý vị là chúng ta nhớ cầm đúng chén của mình nhá. Nếu mà cầm nhầm là người bên cạnh không có chén đâu đó. Với cả chén này là 100% là rượu nha quý vị ơi. Nước ngọt là dô không có được to đâu đó. Sẵn sàng chưa anh chị ơi? Cả nhà mình ơi. Hình như là chưa đều lắm hay sao đó. Pinong ơi. Lấy lầu ấy chén lại bay lầu à. Nửa trên này con hả bay lầu loa nửa nữa. Vâng ạ, xin mời tất cả quý vị đi ạ. Chuẩn bị đi nào. 1, 2, 3 Giờ 2, 3 chúc mừng hạnh phúc. Xin mời. Xin mời tất cả quý vị và đại gia đình chúng ta sẽ cùng uống đi ạ. Trân trọng kính mời cô dâu chú rể và hai bên gia đình sẽ cùng trở về từng bàn tiệc cơm tiệc rượu để gửi lời cảm ơn tới toàn thể quý vị quan khách đã cùng trở về đây chung vui và chúc mừng cho gia đình mình. Trân trọng kính mời. Thưa quý thân mến, mà với những màn pháo sáng lung linh huyền ảo cùng với những tiếng nhạc giòn giã cũng đã chính thức báo hiệu rằng buổi lễ mừng quy trăm năm hạnh phúc của cô dâu Khánh Ly sinh viên cùng với chú rể Tùng Lâm đã được diễn ra thành công tốt đẹp. Vâng ạ, và đến giờ phút này đây và đã có anh chị đã cảm thấy say say mà sẵn sàng lên sân khấu để quẩy cho anh chị ơi. Say rượu tất cả nhà ơi. À, say người thôi ạ. Dạ vâng, kính thưa quý vị, và như vậy là cùng với sự công tác của toàn thể quý vị thì chính thức buổi lễ ra mắt của cô dâu chú rể đã được diễn ra thành công tốt đẹp. Một lần nữa Kim Dung và Đức Duy xin được mạn phép thay lời cho những người làm chương trình xin được kính chúc cho các cụ ông cụ bà sức khỏe dẻo dai, quý cô quý mợ quý hai, chúc cho sức khỏe ngày mai lắm tiền, nam thanh thì lấy được vợ hiền, còn nữ tú thì lấy được chồng liền tháng sau, còn các cháu nhỏ lâu tao chúc cho các cháu ngày sau lên người, cuộc sống thì luôn rộn rã tiếng cười và luôn đạt điểm 10 ở mọi nội dung nha. Chúc mừng thứ hai của mẹ Phi Đồng, chúc nhập của mẹ Phi Đồng hóa kính cho mẹ vợ mỡ cười mỡ các bà sầu khoái chúc hết đó là cái ta hoa bơ mẹ Phi Đồng bản phố của bà mỡ xuống lúa xuống lá.
làn ác cử của bơ trợ cháu mát của bơ bi sáng hơn xưa cái đi lộ làn của bi quang mạc quang bàn sòng chúc hợp bò mẹ bi nào ngâu lưng chơi của cả hào hoàn khăn mạnh phù dệt bia bản tứng chờ bàn phù dệt cán mương tứng chờ hủ thuộc về cả ca lệ ế màn phòng phù rú nào rú na mi bà tàu màu liêng lưu tàu hở mắt nhớ sùng dao phù hết mi bờ sáng lại bảo phù chờ bàn hết mi làn hở mi làn bó phong hết đủ bó cả dê sang ly này cây sang ly bên hở mắt lại cho lắc áo trái con bên đất bò mẹ bi nào chú phù chú con này đâu kính thưa quý thân mến và tiếp nối chương trình live âm nhạc trong buổi chiều ngày hôm nay thì anh em trong ban tổ chức cũng đã nhận được những lá thư âm nhạc đến từ em Bảo Giang sẽ có những phần quà được gửi qua người ca tính hát của mình để gửi gắm đến cô dâu chú rể trong buổi chiều ngày hôm nay ạ. Xin mời em Bảo Giang đi ạ, sẽ cùng di chuyển lên sân khấu để có những lời ca tính hát để gửi đến toàn thể quý vị đi ạ. Trân trọng kính mời. Vâng, nói đầu tiên thì cho em Bảo Giang xin được gửi tới toàn thể quý vị lời kính chúc sức khỏe và lời chào thân thương nhất. Và để tiếp tục chương trình live show ca nhạc trong buổi chiều ngày hôm nay thì Bảo Giang xin được gửi tới toàn thể quý vị một ca khúc mang tên đề Tuần Tự. Xin mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.